Khi nói đến các loài động vật thời tiền sử, thì cái tên khủng long chắc chắn sẽ xuất hiện đầu tiên, vì chúng là nhóm động vật đa dạng và chiếm ưu thế nhất trên trái đất trong hầu hết đại chúng sinh. Điều thậm chí còn thú vị hơn nữa là chúng được một số nhà khoa học cho rằng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chim là một trong những nhóm động vật có xương sống đa dạng nhất hiện nay, được xem là hậu duệ của khủng long. Tên gọi khủng long là thuật ngữ rộng dùng để mô tả một nhóm động vật lớn, bao gồm nhiều bộ, họ, chi và loài, có nhiều ước tính khác nhau, nhưng cho đến nay đã phát hiện được ít nhất 800 chi khủng long không phải chim và có tới 1.000 loài thuộc các chi này. Nhưng hồ sơ hóa thạch chỉ lưu giữ được một tỷ lệ nhỏ các loài động vật thời tiền sử, nghĩa là loài khủng long có thể đa dạng hơn những gì chúng ta biết ngày nay. Khủng long có nhiều kích thước, hình dạng và hành vi khác nhau. Nghiên cứu về sự đa dạng và khả năng thích nghi của chúng giúp hiểu rõ hơn về các dạng sự sống tiến hóa và thay đổi theo thời gian dựa trên môi trường và các yếu tố sinh thái khác. Khủng long đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái của trái đất trong hơn 160 triệu năm. Vì vậy, việc hiểu được sự đa dạng của chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thời tiền sử. Trong video ngày hôm nay, Ultraxe sẽ cùng các bạn khám phá các loài khủng long khác nhau, giải thích các đặc điểm chính của chúng, đưa ra ví dụ cho từng nhóm và ảnh hưởng của chúng trong văn hóa đại chúng. Lưu ý, đây chỉ là thông tin chúng mình cập nhật từ nhiều nguồn và biên tập video dưới góc nhìn của một người cùng tìm hiểu về sinh vật thời tiền sử giống các bạn, không phải chia sẻ kiến thức, nên các bạn hãy bình luận chia sẻ ý kiến văn minh ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính thôi nào. Hiện tại, gia đình Ultraxe vừa có thêm một thành viên mới có tên là Alep. Kênh chia sẻ những điều thú vị xung quanh đời sống chúng ta. Mục tiêu của kênh là biến những thứ khô khan, khó nhớ trở nên thú vị, bổ ích, đôi lúc cũng khá hài. Anh em ghé qua đăng ký ủng hộ cả đi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thuật ngữ khủng long là tên gọi của một nhóm bò sát đảo tuyệt chủng vào đại chúng sinh. Cái tên này được Sir Richard Owen đặt vào năm 1842. Khủng long là nhóm động vật thống trị và đa dạng nhất trên hành tinh trong khoảng 160 triệu năm. Chúng lần đầu tiên tiến hóa vào kỷ Trias và tồn tại cho đến cuối kỷ phân trắng. Trong thời gian này, nhóm bò sát này đã tiến hóa thành nhiều loài có hình dạng và kích thước khác nhau. Trong khi một số ăn cỏ, một số khác thì ăn thịt và một số lại ăn tạp. Một số loài nhỏ và nhanh nhẹn, trong khi những loài khác lại lớn và chậm chạp. Điều đáng chú ý là không phải tất cả các loài bò sát thời tiền sử sống trong đại chúng sinh đều là khủng long. Bất kể sự đa dạng của chúng, tất cả các loài khủng long đều có chung một số đặc điểm nhận dạng quan trọng. Ví dụ như khủng long có chân thẳng, vuông góc với cơ thể, điều này giúp chúng có tư thế thẳng đứng. Chân của chúng nằm dưới cơ thể thay vì duỗi sang hai bên như các loài bò sát khác. Khủng long sống hầu như hoàn toàn trên cạn, chỉ có một số ngoại lệ là có thể bay. Các loài bò sát biết bay như Pterosaur và các loài bò sát biển như Plesiosaur không phải là khủng long. Khủng long có một lỗ trên hộp sọ ngay giữa hốc mắt và lỗ mũi. Chúng có chung đặc điểm này với tất cả các loài Archosaur. Vì vậy, đây không phải là đặc điểm chẩn đoán hoàn hảo. Chúng có hai lỗ sau hốc mắt, đóng vai trò là điểm khớp cho các cơ hàm khỏe. Điều này cho phép hàm của chúng mở rộng và kẹp chặt với lực đáng kể. Khi Owen đặt ra thuật ngữ Dinosauria vào thế kỷ 19, chỉ có một số ít loài khủng long thuộc nhóm này được biết đến từ một vài mẫu vật không đầy đủ. Khi ngày càng có nhiều loài khủng long được phát hiện, nhu cầu đặt từng loài vào một bối cảnh cụ thể hơn trở nên cấp thiết. Việc phân loại các loài khủng long này trở nên cần thiết để chỉ ra mối quan hệ giữa chúng với nhau và với tổ tiên chung của chúng. Sự phân chia cơ bản nhất của khủng long dựa trên các đặc điểm giải phẫu của chúng. Đáng chú ý nhất là cấu trúc hông của khủng long quyết định cách chúng được xếp vào hai nhóm chính, đó là Saurischia và Ornithischia. Sự phân loại này cũng giúp phân biệt chúng với các nhóm bò sát khác trong đại chúng sinh. Theo thời gian, các phần ngành chính được phân loại thành các bộ, họ và chi dựa trên kích thước, chế độ ăn và các đặc điểm vật lý độc đáo của chúng. Ví dụ, loài khủng long sừng nổi tiếng với những chiếc sừng và dìm xếp phức tạp, trong khi loài khủng long chân thằn lằn nổi tiếng với kích thước đồ sộ, cổ và đuôi dài. Thế giới khủng long rất đa dạng, ngày nay chúng ta phân loại chúng thành nhiều loại khác nhau dựa trên sự kết hợp với đặc điểm vật lý, kích thước, môi trường sống và các đặc điểm khác. Sau đây là tổng quan về các loại khủng long khác nhau từng tồn tại trong thời tiền sử.
Saurischia và Ornithischia. Cách phân chia cơ bản nhất của khủng long là dựa trên cấu trúc hông của chúng. Như đã biết, thì tất cả các loại khủng long đều được phân loại thành khủng long hông thần lằn hoặc khủng long hông chim. Việc phân loại chúng thành một trong hai nhóm này dựa trên cấu trúc xương hông. Saurischia còn được gọi là khủng long hông thần lằn vì hai xương dưới tạo thành hông của chúng có xu hướng hướng ra xa nhau, giống như trường hợp của thần lằn hiện đại. Ở khủng long hông thần lằn, xương mu hướng về phía trước cơ thể, trong khi xương ngồi hướng về phía sau. Ngược lại, Ornithischia được gọi là khủng long hông chim vì hai xương hông dưới của chúng hướng về phía sau và cùng hướng với các loài chim hiện đại. Mỗi nhóm này lại được chia nhỏ hơn nữa dựa trên các đặc điểm riêng biệt khác. Nhóm khủng long Saurischia bao gồm các loài Theropod và Sauropod, trong khi các loài Ornithopod, Ceratopsian và Ankylosaur đều là khủng long Ornithischia. Saurischia và Ornithischia tiến hóa từ cùng một tổ tiên chung của kỷ Trias, nhưng tách ra khỏi nhau khoảng 230 triệu năm trước. Saurischia có thể là loài tiến hóa đầu tiên vì loài khủng long Ornithischia sớm nhất được biết đến là Bisanosaurus murti, có niên đại vài triệu năm sau loài Saurischia sớm nhất được biết đến là Eoraptor. Theropod. Theropod là một nhóm khủng long Saurischia đa dạng, nổi tiếng nhất với chế độ ăn thịt. Nhóm này bao gồm một số loài khủng long ăn thịt nổi tiếng nhất mà chúng ta biết ngày nay, bao gồm T-Rex, Velociraptor và Allosaurus. Có bằng chứng cho thấy một số loài Theropod có thể là loài ăn tạp, nhưng hầu hết là loài ăn thịt. Tất cả các loài đều có xương rỗng, khiến chúng nhẹ và nhanh nhẹn. Sự thích nghi này là cần thiết để chúng có thể đuổi theo con mồi. Xương rỗng của chúng có túi khí để lấp đầy các khoảng trống cũng như hỗ trợ hô hấp. Kiểu cấu trúc xương này xuất hiện ở các loài chim hiện đại. Điều này là bình thường và chúng được coi là hậu duệ của khủng long. Một đặc điểm đáng chú ý khác của khủng long Theropod là bàn chân ba ngón có móng vuốt sắc nhọn. Theropod tiến hóa vào kỷ Trias. Những dạng đầu tiên chẳng hạn như Coelophysis có kích thước nhỏ, thân dài và mảnh. Những giống này phát triển lớn hơn trong suốt đại trung sinh, đạt kích thước lớn nhất vào cuối kỷ Jura và đầu kỷ Phấn Trắng. Nhóm Theropod cũng phân nhánh thành nhiều nhóm phụ khác. Một số nhánh đáng chú ý nhất bao gồm Ceratosauria, ví dụ như Carnotaurus, Titanurae, ví dụ như Megalosaur và Allosaur, Coelurosauria như Tyrannosaur, Compsognathus, Ornithomimosaur và Mariraptorian. Sauropod. Sauropod là loài khủng long ăn cỏ được biết đến với kích thước khổng lồ, đầu nhỏ, cổ dài và đôi chân chắc khỏe như cột trụ. Nhóm này đã tiến hóa để bao gồm một số loài lớn nhất từng xuất hiện trên hành tinh. Tổ tiên của loài khủng long Sauropod còn được gọi là Prosauropod, là loài động vật nhỏ đi bằng hai chân. Chúng tiến hóa vào cuối kỷ Trias và đạt đến đỉnh cao về sự đa dạng vào giữa kỷ Jura. Sauropod ngày càng lớn hơn trong suốt quá trình tiến hóa. Chúng cũng chuyển từ tư thế đi bằng hai chân sang tư thế đi bằng bốn chân hoàn chỉnh để có thể nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Trong kỷ Jura, Sauropod được chia thành hai nhóm chính. Nhóm đầu tiên được gọi là Macronarian. Nhóm thứ hai là Diplodocoids, có đặc điểm là răng giống như bút chì và cơ thể cực kỳ dài. Một số thành viên đáng chú ý nhất của nhóm này bao gồm Diplodocus, Apatosaurus và Brontosaurus. Sauropod bắt đầu suy giảm về số lượng và tính đa dạng khi kỷ Jura kết thúc. Đến kỷ Phấn Trắng giữa, hầu hết các nhóm khủng long Sauropod đã tuyệt chủng, chỉ còn một số nhóm Macronarian, đó là Titanosaur, tồn tại. Chúng được biết đến với thân hình to lớn, chắc nịch và là một trong những loài khủng long nặng nhất từng tồn tại. Một số thành viên lớn nhất của nhóm này là Patagotitan, Argentinosaurus và Buetasaurus sống ở Nam Mỹ. Ornithopod. Ornithopod là một nhóm khủng long Ornithischia độc đáo được đặt tên theo bàn chân ba ngón giống chim của chúng. Một lần nữa, điều đáng chú ý là loài chim có nguồn gốc từ khủng long Theropod chứ không phải từ Ornithischia như Ornithopod. Ornithopod là loài khủng long ăn cỏ có kích thước từ nhỏ đến trung bình. Điều khiến chúng trở nên độc đáo chính là răng của chúng khá tiên tiến so với thời đó. Bộ răng của chúng tương tự như bộ răng của bò hoặc ngựa hiện đại và rất hiệu quả trong việc nghiền nát các vật liệu thực vật. Ornithopod đầu tiên tiến hóa thành loài khủng long hai chân nhỏ nhưng phát triển lớn hơn trong suốt kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng. Các loài khủng long Ornithopod lớn nhất xuất hiện vào thời kỳ kỷ Phấn Trắng giữa. Một số loài trong số chúng như Iguanodon có thể dài hơn 9 mét và đi bằng 4 chân. Nhưng có thể nói rằng loài Ornithopod phổ biến hơn là loài khủng long mão vịt và khủng long Hadrosaur, ví dụ như Parasaurolophus có màu rỗng trên đầu. Ceratopsian. Có lẽ Ceratopsian được mô tả chính xác hơn là loài khủng long mỏ vẹt do có thêm xương mỏ ở hàm trên. Tuy nhiên, nhóm này được ưa chuộng vì có những vật trang trí trên đầu. Những loài khủng long sừng phổ biến hơn có phần diềm cổ cầu kỳ và sừng nhỏ nhô ra.
nhưng một số loại trong số chúng, đặc biệt là các thành viên đầu tiên của nhóm như Psittacosaurus và Protoceratops lại không có sừng. Một số thành viên đáng chú ý nhất của nhóm này bao gồm Triceratops, Pentaceratops và Casmosaurus nổi tiếng. Loài khủng long Ceratopsian lần đầu tiến hóa cách đây 140 triệu năm vào đầu kỳ phân trắng. Những chiếc mỏ cho thấy khủng long Ceratopsian là loài động vật ăn cỏ. Mục đích của những chiếc sừng và diềm phức tạp của nhóm khủng long này vẫn đang được tranh luận, nhưng có thể bao gồm mục đích phòng thủ, nhận dạng loài hoặc thu hút bạn tình. Họ khủng long Ceratopsian được chia thành hai phân họ dựa trên kích thước của sừng và diềm của chúng. Nhóm có diềm hình thang lớn hơn và sừng mày nổi bật được gọi là Casmosaur. Các thành viên đáng chú ý nhất của nhóm này bao gồm Casmosaurus và Triceratops, nhóm còn lại là Centrosaur, được biết đến với sừng mũi lớn hơn hoặc các khối xương phình to. Chúng cũng có những chiếc gai lớn trên diềm xếp nếp. Styracosaurus là một trong những loài khủng long Centrosauridae đáng chú ý nhất. Stegosaur và Ankylosaur. Cả hai loài khủng long Ornithischia này đều được xếp vào phân nhóm Theriophora. Cái tên này có nghĩa là người mang khiên, ám chỉ đến vũ khí nổi bật trên cơ thể của hai nhóm khủng long này. Bộ giáp của khủng long Stegosaur và Ankylosaur được tạo thành từ các lớp xương bao phủ hoặc nhô ra khỏi cơ thể. Stegosaur là một trong những loài khủng long phổ biến nhất trong kỷ Jura. Chúng có những hàng gai lớn hoặc những tấm gai chạy dọc theo lưng. Chúng cũng có gai đuôi phòng thủ được gọi là Thargomizer. Sự sắp xếp của các tấm lưng và gai đuôi khác tùy theo từng loài trong nhóm. Một số loài khủng long Stegosaur đáng chú ý nhất bao gồm Stegosaurus, Kenchosaurus và Miragaia. Quần thể khủng long Stegosaur bắt đầu suy giảm vào đầu kỷ phân trắng và cuối cùng đã tuyệt chủng vào cuối kỷ này. Giống như khủng long Stegosaur, Ankylosaur cũng có lớp giáp. Chúng là loài khủng long có lớp giáp dày với thân hình được ví như là giống xe tăng, rất phổ biến vào thời kỳ kỷ phân trắng. Ankylosaur có lớp giáp xương ở hai bên và bề mặt trên. Một số loài trong số chúng có đuôi xương, có thể chúng dùng làm vũ khí phòng thủ chống lại kẻ săn mồi. Pterosaur. Thằn lằn bay thường được gọi là khủng long biết bay. Đây là cách gọi sai vì chúng là một nhóm bò sát riêng biệt, không liên quan trực tiếp đến khủng long. Thằn lằn bay sống cùng với khủng long trong suốt đại chúng sinh và cũng rất thành công và đa dạng. Những loài thằn lằn bay đầu tiên tiến hóa vào kỷ Trias khoảng 215 triệu năm trước. Các loài thằn lằn bay nguyên thủy tương đối nhỏ, có thân hình mảnh khảnh và đuôi dài. Thằn lằn bay là một nhóm động vật đầu tiên sau côn trùng có khả năng bay. Và chúng không chỉ lướt từ cây này sang cây khác như một số loài động vật có vú biết bay ngày nay. Chúng có khả năng bay bằng năng lượng và tạo lực cân bằng bằng cách vỗ cánh. Vào cuối kỷ Jura và kỷ phân trắng, thằn lằn bay đã tiến hóa thành nhiều dạng và kích thước cơ thể khác nhau. Một số loại có kích thước nhỏ như chim, trong khi một số loại khác như Western Cordless lại lớn bằng chiếc máy bay chiến đấu F-16. Các nhóm thằn lằn bay khác nhau phát triển bộ hàm dài và thon, màu đầu phức tạp, răng chuyên biệt và các khả năng thích nghi độc đáo khác dựa trên thói quen và môi trường sống của chúng. Đại chúng sinh thường được gọi là thời đại của khủng long. Sự tồn tại của khủng long trải dài qua 3 thời kỳ của kỷ nguyên này. Trong suốt thời đại chúng sinh, khủng long là loài động vật thống trị nhất trên cạn về cả số lượng và tính đa dạng. Câu chuyện tiến hóa của khủng long bắt đầu bằng một sự kiện tàn khốc xảy ra cách đây 250 triệu năm. Sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi-Trias đã xóa sổ hoàn toàn 70% sinh vật trên đất liền, khiến nhiều hốc sinh thái bị bỏ trống. Tổ tiên của loài khủng long nằm trong số những loài sống sót sau sự kiện đó. Chúng là loài khủng long có kích thước tương đối nhỏ, được coi là tổ tiên chung của khủng long, thằn lằn bay và cá sấu. Khủng long tách khỏi nhóm này vào khoảng 245 đến 230 triệu năm trước. Loài khủng long già nhất được cho là Niasaurus, khoảng 245 triệu năm tuổi, nhưng bản chất phân mảnh của hóa thạch khiến việc xác định chúng có phải là khủng long hay không trở nên khó khăn. Thay vào đó, Eoraptor được công nhận chính thức là loài khủng long cổ xưa nhất. Trong nhiều năm sau quá trình tiến hóa ban đầu, khủng long vẫn nhỏ bé và tương đối không đáng kể. Phải đến một sự kiện tuyệt chủng khác trong kỷ Trias thì chúng mới thực sự trở nên nổi bật. Sự kiện tuyệt chủng này đã giết chết một số loài bò sát chúa khác, cho phép khủng long trở thành nhóm thống trị trái đất trong nhiều hệ sinh thái khác nhau. Sau đó chúng tiến hóa và đa dạng hóa nhanh chóng trong kỷ Jura. Sự tiến hóa của khủng long ăn cỏ thời kỳ đầu có liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của hệ thực vật trên trái đất trong thời kỳ kỷ Trias muộn và kỷ Jura sớm. Cây lá kim và các loại cây hạt trần khác trở nên khá phổ biến vào cuối kỷ Trias, là nguồn thức ăn quan trọng cho nhóm khủng long chân thần lằn. Các thành viên của nhóm này không có bộ răng phát triển. Điều này có nghĩa là quá trình tiến hóa của các loài thực vật cứng mà chúng tiêu thụ phải diễn ra ở sâu hơn trong đường tiêu hóa. Do đó, chúng phát triển các đường tiêu hóa dài hơn và kích thước lớn hơn để thích ứng. Các loài Coelophysoidae nhỏ và các loài ăn thịt khác cũng xuất hiện trong thời kỳ này.
Và khi các loài ăn cỏ phát triển, các loài khủng long ăn thịt trở nên lớn hơn. Nhiều loài theropod khác, bao gồm Ceratosaurian, Megalosauridae và Allosauridae xuất hiện trong thời kỳ giữa đến cuối kỳ Jura. Các loài Sauropodomorpha nguyên thủy cũng dần nhường chỗ cho các loài sauropod tiến hóa hơn và các loài ăn cỏ khác, chẳng hạn như Ankylosaur và Ornithopod. Các loài khủng long ăn thịt và ăn cỏ sớm bị cuốn vào cuộc chạy đua giữa động vật ăn thịt và con mồi. Các loài ăn thịt trở nên lớn hơn và khỏe hơn, trong khi những con mồi phát triển những đặc tính và cơ chế phòng thủ khác. Động vật ăn cỏ cũng phát triển cơ chế xử lý thức ăn tốt hơn khi hệ thực vật trên trái đất tiếp tục thay đổi, bao gồm các đặc điểm như má, bộ răng và chuyển động hàm để có thể nghiền thức ăn hiệu quả. Những loài khủng long đầu tiên sống cùng nhau trên siêu lục địa Pangaea. Cuối cùng, quá trình này sẽ tan rã vào thời kỳ kỷ phân trắng, cho phép khủng long phân bố ở nhiều vùng đất khác nhau với hệ sinh thái mới. Điều này càng làm tăng thêm sự đa dạng của loài khủng long khi các loài bò sát thời tiền sử phát triển khả năng thích nghi đặc trưng với môi trường sống của chúng. Những thay đổi lớn trong hệ thực vật của trái đất vào đầu kỷ Jura đã góp phần vào sự đa dạng hơn của các loài khủng long ăn cỏ. Thực vật có hoa trở nên phổ biến hơn và các nhóm khủng long mới nổi trong thời kỳ này, chẳng hạn như Ceratopsian và Hadrosauridae, đã phát triển những cách mới để cắt thực vật bằng răng và nghiền chúng bằng răng cưa. Tiến bộ nhất trong số này là loài khủng long mỏ vịt với hàm răng xếp chồng tạo thành hệ thống răng cực kỳ hiệu quả. Khi kỷ phân trắng sắp kết thúc, số lượng và sự đa dạng của các loài khủng long bắt đầu suy giảm. Các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng sự suy giảm này là do thay đổi về khí hậu của trái đất vào cuối kỳ phân trắng. Điều này dẫn đến sự sụp đổ của hệ sinh thái trên cạn và sự biến mất của nhiều loài khủng long. Một sự kiện thảm khốc cuối cùng đã tiêu diệt khủng long vào kỷ phân trắng. Đến đây thì giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất là một vụ va chạm tiểu hành tinh lớn cách đây 66 triệu năm, là nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng hoàn toàn của quần thể khủng long vốn đang gặp khó khăn. Sự kiện này đã xóa sổ 75% sự sống trên cạn, bao gồm tất cả các loài khủng long không phải chim và thằn lằn bay. Một số nhóm khủng long đã sống sót sau sự kiện tàn khốc này. Chúng là loài khủng long dạng chim, nhóm đầy tiến hóa trong kỷ Jura và cuối cùng tạo ra các loài mới trong thế Paleogene. Ngày nay, chim là một trong những nhóm động vật đa dạng và phân bố rộng rãi nhất trên trái đất, với hơn 10.000 loài sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau. Lông vũ vốn có nhiều ở nhóm khủng long để kích nhiệt và trang trí, cuối cùng đã phát triển thành cơ chế giúp các loài chim hiện đại bay. Khả năng vỗ cánh và lướt này giúp chúng khám phá các góc sinh thái mới và mở rộng phạm vi địa lý của chúng. Hầu hết những gì chúng ta biết về các đặc điểm của khủng long và hành vi của chúng đều dựa trên bằng chứng hóa thạch. Mặc dù hồ sơ hóa thạch vẫn còn một số khoảng trống và nhiều loài khủng long được tìm thấy cho đến nay vẫn còn là những mảnh vỡ. Một số khám phá hóa thạch quan trọng được thực hiện trong những năm qua đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về giải phẫu, hành vi và hệ sinh thái độc đáo của các nhóm khủng long khác nhau. Một số khám phá quan trọng nhất được thực hiện trong những năm qua bao gồm: hóa thạch đầu tiên được mô tả. Megalosaurus là loài khủng long hóa thạch đầu tiên được mô tả một cách khoa học. Trước khi phát hiện ra loài khủng long này vào năm 1819, người ta đã phát hiện ra nhiều xương có thể là của khủng long. Con người cổ đại đã phát hiện ra hóa thạch khủng long theo thời gian, nhưng lại dán nhãn chúng là một loài sinh vật huyền thoại nào đó. Bản mô tả chính thức về Megalosaurus vào năm 1824 là sự công nhận khoa học đầu tiên về một loài sinh vật này và mở ra kỷ nguyên tiếp theo của quá trình nghiên cứu khoa học về sự tồn tại của chúng. Hóa thạch T-Rex và các loài Tyrannosaurus khác. T-Rex không chỉ là một loài khủng long đầu tiên nhất đối với công chúng, mà còn là một trong những loài khủng long được các nhà khoa học biết đến nhiều nhất. Nhiều hóa thạch của loài khủng long này bao gồm một số mẫu vật gần như hoàn chỉnh, đã cung cấp cái nhìn chi tiết về giải phẫu và hành vi săn mồi của một trong những loài săn mồi trên cạn lớn nhất từng tồn tại. Loài khủng long này là đại diện tiêu biểu cho nhóm khủng long chân tú và lối sống săn mồi hung dữ của chúng. Cặp hóa thạch Velociraptor và Protoceratops. Vào những năm 1970, một khám phá đáng chú ý ở Mông Cổ đã mô tả một con Velociraptor đang tham gia vào cuộc chiến sinh tử với một con Protoceratops hóa thạch. Hóa thạch khủng long chiến đấu này cung cấp bằng chứng trực tiếp về sự tương tác giữa kẻ săn mồi và con mồi trong thế giới khủng long. Hóa thạch Deinonychus. Hóa thạch của Deinonychus, họ hàng gần của Velociraptor, đã củng cố mối liên hệ giữa loài khủng long, đã giúp củng cố mối liên hệ giữa khủng long và chim. Việc phát hiện ra loài khủng long ăn thịt nhỏ bé nhanh nhẹn này với bằng chứng về lông vũ, xương rỗng và móng vuốt hình lưỡi liềm ở chân đã ủng hộ ý tưởng khủng long là tổ tiên của loài chim. Dấu chân và đường đi của khủng long. Nhiều dấu chân hóa thạch của nhiều loài khủng long được phát hiện ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới,
đã tiết lộ thông tin về giải phẫu, khả năng di chuyển và hành vi xã hội của khủng long. Câu đường mòn cung cấp manh mối về cách khủng long di chuyển và tương tác với môi trường xung quanh cũng như với nhau. Rất lâu trước khi được xác định chính thức là khủng long, con người cổ đại có thể đã phát hiện và tương tác với các hóa thạch khủng long. Nhiều loài động vật thần thoại, chẳng hạn như rồng, có thể đã lấy cảm hứng từ các di tích hóa thạch của những loài khủng long này. Việc chính thức công nhận các hóa thạch khủng long vào đầu thế kỷ 19 đã khơi dậy sự tò mò và thích thú rộng rãi về các loài bò sát đáng kinh ngạc này, mở ra một kỷ nguyên mới của khoa học và công chúng. Khi nghiên cứu khoa học về sự tiến hóa và đa dạng của khủng long được đẩy mạnh vào thế kỷ 20, những sinh vật này bắt đầu xuất hiện trong văn học, phim ảnh, nghệ thuật và nhiều hình thức giải trí khác. The Lost World, một cuốn tiểu thuyết của Sir Arthur Conan Doyle, được xuất bản vào năm 1912, đã giúp giới thiệu ý tưởng về khủng long đến với công chúng. Cuốn tiểu thuyết này dựa trên ý tưởng về những quần thể khủng long biệt lập, sinh tồn ở những vùng xa xôi. Sự nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết này đã truyền cảm hứng cho nhiều câu chuyện và bộ phim sau đây. Các nghệ sĩ thế kỷ 20 như Charles Robert Knight và Zdenek Burian đã tạo ra những bức tranh minh họa sống động và giàu trí tưởng tượng về khủng long. Một số trong số đó được dùng làm tem của Việt Nam chúng ta. Công trình của họ đã giúp đưa những sinh vật cổ đại này đến gần hơn với công chúng và khiến chúng dễ nhận biết hơn. Năm 1993, bộ phim Công viên kỷ Jura đầu tiên do Steven Spielberg đạo diễn đã được phát hành. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên giới thiệu những loài khủng long khiến chúng trở nên gần gũi hơn với công chúng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong việc mô tả khủng long bằng điện ảnh và nâng cao nhận thức của công chúng về sự đa dạng tồn tại trong thế giới khủng long thời tiền sử. Loạt phim Công viên kỷ Jura cũng như các bộ phim và chương trình truyền hình khác có chủ đề về khủng long đã duy trì sự phấn khích, khiến mọi người cũng tò mò hơn về những sinh vật này. Khủng long cũng là chủ đề phổ biến trong sách thiếu nhi, phim hoạt hình, chương trình giáo dục, trò chơi điện tử và đồ chơi. Tất cả những điều này góp phần thu hút sự chú ý của công chúng và nâng cao kiến thức chung về những sinh vật thời tiền sử này. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin về phân loại, các loại khủng long tiêu biểu và ảnh hưởng của chúng trong văn hóa đại chúng. Video này chắc chắn còn nhiều những thiếu sót, nên nếu các bạn có thông tin gì cần đính chính, cứ bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Nếu thấy hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye-bye.